Đây, ba anh em bắt đầu rời bến ra khỏi khu du lịch nha, bắt đầu tiến về thành phố Đà Lạt, còn 80 km nữa thôi. Hiện tại là 6:30, anh em đang tới chỗ chân đèo để lên đường vào cao tốc chứ. Một hướng là tẻ về Đắk Lắk luôn nè, rồi một hướng lên Đà Lạt. Chúng ta đi vào cao tốc nha, đường cao tốc để đi ra vào Đà Lạt. Ngày 302 103 đường Bùi Thị Xuân. Đây là 302, phòng 302 nhé. Ba anh em đang thay đổi shimmy, chuẩn bị xuống đường đi dạo phố thành phố Đà Lạt. Đây, phòng này là 500k. 500k mà hai cái giường chà bá lửa luôn, anh em ở rất là thoải mái nha, rất là đạt nha. Của ông bạn cũng chơi bên xe đạp lúc trước, mình cũng chia lại cho anh ấy một chiếc xe. Hôm nay mình ra ngủ ở khách sạn của anh ấy, khách sạn rất là sạch đẹp. Ok, anh em bắt đầu xuống đường. Đây là cảnh về đêm của thành phố Đà Lạt nha. Đây là khu khách sạn một sao Ngọc Nguyên Anh, cũng rất là ok. Ngọc Nguyên Anh, phòng trên dưới 500.000 một phòng, 32 giường, 4 người ở, là 500.000. Còn một giường thì chắc 350, 400 trả lại thôi, mà rất là tuyệt vời nha. Khách sạn rất là đạt, rất là chuẩn, một sao. Và kế bên là Thắng Lợi và kế bên là Nguyên Anh, hai gian có quán ăn sushi luôn, mini sushi. Ba anh em đang đi đón xe taxi để mình đi qua khu hội trường của thành phố Đà Lạt chơi và đi vòng đi ăn đêm. Kế bên là gym Luxury Hotel. Chỗ này là đường Bùi Thị Xuân nha, số 103, rất là ok, kế bên bờ hồ luôn, ở rất là thoáng đẹp, sạch sẽ. Okay. Sao cảm nghĩ của anh vừa tới đất Đà Lạt như thế nào? Rất là thoải mái. Có lạnh không anh? Hơi lạnh. Giờ mấy anh đang đóng áo tay dài hết rồi nha, quần dài luôn nhé, thay đổi semi mới rồi nhé. Anh Hùng thấy sao nè? Hơi lạnh. Ok. Rồi anh em chuẩn bị lên xe đi. Hiện tại thì ba anh em đang xuống taxi để đi vào quảng trường. Khu quảng trường đã cho tổ chức một cái sự kiện của Tôn Đông Á của ngày hôm nay. Thì trong đó có lẽ là có ca nhạc. Ra đó ba anh em đi vào khu hội trường bên đây. Đó, hội trường chính. Giờ là ba anh em đang lên xe đi bộ. Đây, ba anh em mình đã vào quán nhậu nha. Đây là quảng cáo với anh chị em luôn. Nếu anh chị em nào mà có đi Đà Lạt thì mình sẽ cho một cái địa chỉ này để anh chị em mình ăn ngon ha, có đồ rừng và không bị chặt chém. Không gian thì nó cũng đơn giản, rất là ấm cúng, không ồn ào nha. Không mặc tiền nhưng mà rất là giá trị, có đồ rừng anh em ăn là được rồi. Đây là cái quán gà đồi số 1 Lê Hồng Phong. Đặc biệt là có những cái món giống như là heo tộc, gà rừng, nhím, treo, rồi dúi, heo mọi. Ok, thì anh em sẽ tới đây để ủng hộ cho cái quán này nhé. Nếu mà anh em là có đi khu vực thành phố Đà Lạt, đi tham quan, đi du lịch, không gian rất là ok nha. Không gian rất là tuyệt vời, ấm cúng. Anh em đây tí xíu tính tiền rẻ rẻ nha, để mình demo cho anh em nhé. Quán rất là, không gian rất là ấm cúng nha. Anh em đi tour thì ghé quán này, tuy là ở trong hẻm nhưng mà rất là đặc biệt, là có bán những cái đồ trên rừng. Tí xíu nữa mình sẽ quay tiếp những cái món ăn cho anh chị em xem. Bây giờ mình quay ở phía trước là ba anh em đang ngồi đợi thôi. Thấy rất là ok nên muốn chia sẻ cho anh chị em đi du lịch Đà Lạt
nếu mình không có chặt chém rồi này kia ăn cái thức ăn rừng, lên rừng thì phải ăn rừng rồi đó, thì anh em hãy tin mình vào quán này rất là ok nhé, giá cả hợp lý luôn. Và đây là món nhím rừng, nhím rừng hấp hành và hấp gừng cho mấy cái muỗng anh của ba anh em, món đầu tiên lên của ngày hôm nay ở số 1 Lê Hồng Phong, quán gà rừng đồi đó, đồi rừng chứ gà đồi à, gà đồi lộn, đây quán gà đồi nha anh em. À, có số điện thoại để liên lạc luôn, anh em có thể là liên lạc để đặt pha đồ ăn trước. À, gà nướng lu rồi ha, gà đồi. À, và anh em bắt đầu dùng món đầu tiên thì hôm nay mình sẽ dùng món gà đồi và món heo tập sáu măng và thêm một món gì đó đó, nhím treo gì đó. À, tí xíu giờ đang món đầu tiên thì mình thấy là hấp dẫn rồi đấy, giá cả hữu tình hợp lý luôn nha. Xin chào anh chị em và ở Sài Gòn hay ở Đà Lạt nha, hiện tại giờ ba anh em đang vào số 1 Lê Hồng Phong, gà đồi. À, quán gà đồi rất là ok. Mình cần được giao lưu cùng anh chị em nào ở khu vực Đà Lạt, mấy anh em ở Sài Gòn hôm nay có ra để xem cúp truyền hình của giải đua xe đạp vào ngày mai vòng quanh thành phố Đà Lạt, hiện tại anh em nào mà muốn giao lưu thì hãy đến số 1 Lê Hồng Phong cùng giao lưu với ba anh em, vừa vào quán ăn những món thịt rừng nha. Đây là gì, nhím à? nhím xào hành. À, là heo rừng, heo tộc nhé. Anh em nào có nhảy muốn giao lưu ở đang ở đất đang ở thành phố Đà Lạt á, thì mình hãy đến số 1 Lê Hồng Phong giao lưu với ba anh em nhé. Rất mong được giao lưu cùng anh chị em ở Đà Lạt hoặc là ở Sài Gòn ra. Heo tộc, heo tộc, cơm lam, heo tộc nướng nha. Và cơm lam, cơm lam của chân tộc luôn đó, hai món rừng ở đây.